Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách làm bài assignment mà có cái chất lượng cũng như là cái góc nhìn tốt nhất nhé. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã xem ở trên một số bạn làm bài tập, nói chung là nộp các cái bài, các chất lượng sản phẩm nó hơi yếu. Các bạn cũng không dành thời gian đầu tư nghiên cứu cũng như là dành thời gian phân. Thì trước tiên khi mà chúng ta làm một cái bài assessment cũng như một cái sản phẩm nó khác, chúng ta đầu tiên chúng ta phải phân tích xem là chúng ta chọn cái đối tượng nào. Giả sử như các bạn có thể trên lớp thì hướng dẫn các bạn là chọn bia chẳng hạn, hoặc là xe máy ô tô hãng mẹt, hãng Audi hoặc là gì gì đó chẳng hạn, thời trang, mỹ phẩm, cơm, trà sữa gì gì đó. Với cái đề bài đưa ra là các bạn sẽ phải chọn cái thương hiệu nào đó thiết kế vào trên cái mock-up. Thì cái phần mock-up thì nó đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên là cái phần thiết kế một cái banner ấy, thì các bạn phải hiểu đơn giản, một cách đơn giản nhất là thiết kế một cái banner thì nội dung trên cái banner nó là gì. Chứ các bạn không thể đưa một cái thiết kế xong là ép cái nguyên mấy cái ô, mấy cái vào cái ô với lại mấy cái cốc với lại cái mũ vào trong cái banner thì nó có nghĩa gì đâu, nó không hề có nghĩa gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta thiết kế là chúng ta vừa thiết kế chúng ta phải sáng tạo cả phần nội dung, chứ không chỉ là các bạn thiết kế một cái hình xong ép nguyên một cái logo, một cái nhãn hàng, một cái tên sản phẩm vào. Thế còn cái phần thông tin là như nào, đúng không ạ? Trên một cái banner đầu tiên nó phải có tên sản phẩm, có logo sản phẩm, mẫu sản phẩm. Ngoài ra còn có cái thông điệp quảng cáo, có thể là khuyến mại hay là giảm giá hay là sale up gì đó. Sau này thông tin liên hệ hoặc là mail hoặc là gì gì đó chẳng hạn, hoặc là website. Chứ các bạn up một cái nên tôi thấy một cái chất lượng nó không không được tốt. Tôi chọn này, và tông màu của nó là màu tím, tông màu là tím. Tôi lấy màu chủ đạo là màu hồng tím. Tuy nhiên là trên trên mạng, cái quá trình tìm kiếm file ấy, chúng ta không được những cái file ưng ý. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta làm gì? Các bạn sẽ phải đổ màu cho nó. Nhiệm vụ của các bạn sẽ phải đổ màu cho nó chẳng hạn. Bây giờ cái bài đổ màu thì chúng ta đã chọn rồi đúng không? Hue Saturation đúng không? Bây giờ tôi mở Photoshop là tôi chọn cái logo nó chuyển sang màu tím nhé. À, cái mũ này chẳng hạn, ví dụ đây, bây giờ tôi chọn cái mũ này. Tôi vẽ đường bao cho nó, hoặc là tôi có thể dùng lệnh đây, tôi Ctrl Z lên thì cái lớp này này tôi bỏ đi, này nhấn phím B đúng không? Đây tôi làm mẫu cho các bạn cho nên là cái chất lượng nó sẽ không được chuẩn. Ctrl Z lên, các bạn nhìn thấy được một hình đúng không? Bây giờ tôi nhấn Ctrl U ấy, tôi chuyển nó sang màu tím với cái tông hồng tím tăng một chút. Đã được cái tông hồng tím. Cái màu nền này tôi chuyển giảm tông cho nó. Ctrl C y chẳng hạn. Tôi sẽ cho nó thành màu trắng image này. Ctrl U. Thì nó sẽ được một cái màu trắng. Đúng không ạ? Cái tông này bây giờ là cái logo, nếu mà đặt lên này nó sẽ phải, tôi sẽ cho nó trầm hơn chút nữa. Để tôi có thể gắn cái logo vào. Hoặc để hiện được. Vậy là tôi được một cái hình. Đây, việc đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái hình, rồi bây giờ tôi đổ đặt cái logo vào mockup này. Tôi đổ cái logo này vào. Đây là màu trắng đúng không? Hoặc để có thể để luôn màu hồng chẳng hạn. Thì cái logo thì tùy nhé các bạn nhé. Đây, Ctrl V. Ctrl T này. Chúng ta sẽ làm luôn. Đây chẳng hạn, ví dụ thế. Tôi sẽ Ctrl Shift nào, tôi tạo một layer, tôi để nó màu trắng. Đây là ví dụ vậy. Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể, cái phần vùng cái này chẳng hạn, tôi cho nó màu sắc sáng một chút nữa. Tôi sẽ cho cái phần bên này tôi cho nó giảm một chút.
Tôi nhấn quy, tôi đảo ngược vùng chọn, tôi cho nó màu nó đậm hơn một chút đấy, để cho cái logo nó sáng hơn. Đấy. Không được. Tôi cứ để như thế đi. Hoặc tôi tạo thêm một lớp mặt nạ nữa, tôi đổ cái màu đậm hơn. Thì tôi pha trộn màu nữa. Thì với cái cách này chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được, cái chúng ta các bạn làm một cái bài mà màu nó thực sự là không đẹp. Tôi lấy ví dụ thế. Nào tôi thử cho là màu nó đậm rồi. Còn nó thế thì bỏ xử đi. Rồi. Đây một cái nhá, ví dụ thế. Đầu tiên là chúng ta đã được một cái hình đúng không? Bây giờ cái hình này tôi có thể nhấn chuyển tông màu một chút cho nó hơi hơi này. Đấy. Rồi, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ mũ chẳng hạn. Đây chúng ta đã được một hình đúng không? Mũ này. Rồi. Lưu được một hình. Bây giờ đến các cái còn lại. Bây giờ tiếp đến là gì? Mũ rồi, chúng ta được một cái mũ rồi. Chúng ta chuyển sang ô này. Ô thì chúng ta cũng có thể sử dụng Hue Saturation. Đúng không ạ? Chuyển sang Hue Saturation đấy. Chúng ta được một cái mũ hay một cái ô. Ống cắt chuồn. Ta sẽ đổi màu cho nó. Cắt chuồn C. Cắt chuồn V. Các bạn làm thì các bạn phải nhìn xem là nó tông màu nó mết không nhau, chứ các bạn làm hiện tại cái chất lượng như thế nó không không đạt được. Rồi để lấy một cái ví dụ như thế, người ta được hai cái hình đúng không, hai cái hình. Cái bầu trời thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh tông một chút, chỉnh tông một chút nào. Đây tôi đảo ngược vùng chọn này, tôi đảo ngược vùng chọn, tôi chọn là chế độ màu nó tông hơi ngà một chút nhé. Ok, giả sử thế tôi đã được một cái hình, tôi lại chọn cái ô này, cái ô này đúng không ạ? Tiếp đến tôi sẽ chọn sang cái khác. Bây giờ là cái được cái ô cái áo rồi, tôi thêm một cái áo nữa, cái áo như này đi, đây chẳng hạn. Với cái áo như này thì nó đang màu trắng, tôi cũng sẽ chọn cái chế độ hòa trộn cho nó. Tôi dùng quick selection. Đây, quick selection. Không được, quick selection với cái phương án này không được, chúng ta sẽ phải vẽ lại. À, chúng ta vẽ lại cho nó nhanh nhé. Tôi sẽ vẽ lại cho các bạn này. Các bạn vẽ thì các bạn vẽ nó chuẩn nhé. Đây tôi vẽ cho nó để cho các bạn biết cái phương pháp làm việc. Chúng ta sẽ vẽ lại một chút. Ta sẽ vẽ lại này, các bạn có thể hình dung một chút nhé, các bạn nhìn nhé. Với cái bài như thế, các bạn hoàn toàn có thể làm được cái bài assignment nó đạt được cái điểm tối đa, chứ các bạn làm thực sự là cái chất lượng màu nó, chất lượng bài nó không được đạt. Đây, chẳng hạn ví dụ thế. Cái phần này, cái phần tóc rồi lát tôi xóa nó đi sau. Đó, chẳng hạn thế.
mock-up thì nó phải có người, nếu mà có hồn thì mock-up rồi các bạn là nó không có người trong nó không có hồn. Đấy. Nó sẽ được một cái hình cơ bản. Với cái lệnh pen này các bạn hoàn toàn có thể cắt được nhé, các bạn lưu ý nhé. Cho bạn được cái hình, tôi lấy ví dụ thế nào. Nào, Ctrl Enter. Ctrl Z. Ctrl U đây. Đây chẳng hạn, tôi cho nó chậm xuống một chút. Tận được một cái hình như này. Ví dụ thế, cái phần này này. Cái phần này các bạn hoàn toàn có thể bỏ đi, dùng mặt nạ. Tẩy đi. Tẩy thì cái này sẽ cho opacity nhỏ một chút. Đây các bạn nhỏ. Tôi lấy ví dụ thế nhá. Còn các bạn khi các bạn làm các bạn sẽ phải làm cho nó chuẩn. Ví dụ thế. Đấy, ví dụ thế. Cái màu xanh như đấy thì tôi sẽ, các bạn sẽ phải à, bây giờ tôi chuyển cái logo Ctrl C này. Ctrl V ra này. Ctrl T tôi thu nhỏ lại này. Đúng không ạ? Tôi sẽ được một cái logo này rồi. Ví dụ thế. Đấy. Và với cái hình này các bạn hoàn toàn có thể chọn thêm một vài cái mỹ phẩm đây chẳng hạn. Add nó vào. Ctrl C, Ctrl V. Và Ctrl V đây thì nó có hồn hơn rất là nhiều. Nào bây giờ tôi tách nền. Xem có cái chế độ hòa trộn nào mà có thể tẩy được nền luôn không. Thì với cái này chúng ta hoàn toàn không tẩy được nhé. Là không tẩy được. Thì nhiệm vụ của các bạn sẽ là cắt đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ mở một cái file ra. Các bạn nhìn này, thực ra cái này nó có mấy cái bước thôi. P đúng không? Chúng ta lại cắt tiếp. Chúng ta lại cắt được một cái hình như thế. Thì cái này nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Những cái bài như thế này nó mới có chất lượng. Các bạn làm, các bạn phải đầu tư hơn một chút. Thì các bạn làm ào ào như mưa rào chứ làm sao mà có những cái bài tốt được. Như thế tôi ví dụ vậy. Bởi vì các bạn là đại gia của thời gian mà. Chứ tôi không có thời gian bằng các bạn. Các bạn có thể làm rất nhiều thứ. À, Ctrl C này. Ctrl V. Tôi có thể chọn Convert Smart Object này. Rồi. Tôi được một cái hình như thế. Phóng một chút. Rồi. Với cái hình này thì các bạn có thể để chế độ hòa trộn gì đó cho nó mét với hình. Ví dụ thế. Rồi, tôi đã được hai hình đúng không? Thì cơ bản là tôi đã xong cái phần hình. Đây chẳng hạn, ví dụ thế. Chúng ta đã được ba cái hình. Áo này. Rồi. Các bạn có thể để cái logo to hơn một chút ở đây chẳng hạn. Để cho mọi người biết đấy cái thương hiệu này. Đó. Ví dụ thế. Rồi, chúng ta sẽ cái logo này có thể để màu tím hoặc gì đó thì tùy các bạn nhé. Đây. Thôi để màu trắng này nó sẽ sang. Đây này. Thì với cái bài này các bạn thuyết phục, thuyết trình nó dễ lắm. Rồi, chúng ta sẽ có cái hình ấy. Và còn lại chúng ta sẽ làm gì? Cái bài tập. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần banner. Đây chẳng hạn, ví dụ cái phần banner này chẳng hạn. Đây là cái phần banner tôi đã làm. Tôi đã làm nhé.
với cái tông màu đấy. Các bạn có thể làm sử dụng cái tông khác chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Hoàn toàn sử dụng các cái cơ bản nhá, lệnh pen nhá, tôi bỏ các phần layer này đi. Chúng ta đều có hình đúng không? Và chúng ta chọn làm sao, chọn cái hình nó phải mết với nhau chứ các bạn chọn cái hình nó chả có ăn nhập gì cả. Đấy. Chúng ta đã được một cái hình như này. Cái cụm giảm giá ấy thì tôi đẩy nó xuống này chẳng hạn. Ctrl G lại, tôi đẩy nó vào đây. Đấy, thế này quá đẹp luôn. Chúng ta được cái hình như này. Sao là cái banner. Đấy. Đấy, toàn những cái cơ bản thôi nhá. Toàn những cái cơ bản thôi là các bạn hoàn toàn có thể là được một cái thiết kế rất là đẹp rồi. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ xuất từ cái file này ra. Tôi xếp lại. Ctrl S lại đúng không? Tôi xuất vào cái file này ra. Chọn này. Bên mỹ phẩm tôi đặt tên không như thế này thôi nhé. Các bạn đặt tên thì các bạn phải đặt nó chuẩn nhé. Các bạn đặt tên nó phải đặt chuẩn chứ không thì đặt lung tung như tôi là không được đâu. Đấy, các bạn nó phải đặt tên thì khi mà các bạn đặt tên các bạn phải đặt cho nó chuẩn, bởi vì chúng ta làm chúng ta phải có trách nhiệm. Tôi đây tôi đang làm cho các bạn cho nó nhanh. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt tên nó như thế mỹ phẩm ạ. Thì vậy là như thế là các bạn đã được ba cái toàn bộ cái bài đấy. Tôi lấy một cái ví dụ bài tập kéo ra các bạn nhìn nhá. Bây giờ tôi đã được áo này, tông màu tím này, mỹ phẩm này, màu hồng tím này,